Please be seated. The court is now in session. This morning, as the chamber informed the parties and the public yesterday, court officer, could you check the translation system? Checking, can you hear me? ลูกประธานประปอนบอกปลายดำเนินการไปยังไง บัดยังบรรโตการงี้ไอ้โดยองค์จำเริบอันจำเริบจุนพิคีนึงสาธิตจุนโดยเฮ้ยกาปีรัสเซียมาเสมิงท่าในไงนี่องค์จำเริบนั่งดำเนินการสำนักการจุนรุ่นปีตาจะไล่ดีขี้ โดยผลโดยผลเรียนได้บานจำเรียบจุนการพิมพ์สมัยนี้สำนักการที่มุ้ยคือดำเนินการสำนักการสดับเนื้อมติยุบบอลโลกวิจัยมันได้จำนวนปีรูปในมันตีเป็ดมันตีพิมพ์ขมายสวิตได้ตัวเพรียะโครงการพินิจเชียบบอลจุ่มงื้อโลกอิงสรีได้ตระบาลบรรจุนพิมพ์มันตีคุ้มแข็งอวตารก็เติมตัวการพินิจเชียบบอลเนื้อมันตีเป็ดนุ๊กจับปีไงสกติบุ๋มเปิล ใครในกัญญาเราได้ไปนี่โดยเปรียบปอนต์ตัวหนึ่งปัญหาอาการโรคหรือหนึ่งสถานภาพสกปรกระบบจุลจับเจ้าตุ่มนี่ในไปดับบงในการโจลเตอร์ตัวการเชียบบาลหนึ่งขนมลงไปในการตัวการเชียบบาลหนึ่งเชียบตัวประตบหนึ่งสถานภาพเจ้าแสดงในปัญหาสกปรกระบบก่อนในเปลปัจจุบันนี่ให้ถ้าตาสถานภาพอย่างตากรมีสถานภาพอย่างหนึ่งมาได้ ตากรหนึ่งอ้ายเจนปีมันตีเป็ดบานในปีน้าให้ในกรอยเปียกเจนปีมันตีเป็ดตากรอ้ายหนึ่งโจรุ่มในขนมกิจกรรมนาการทำนาการบานแบบตอลในขนมตุ๊บสำนักการหรืออ้ายโจรุ่มปีจำง่ายตามระยะประปอนสอตุบานได้หรือเต้ให้ประทันเจียบานในปีน้าให้
មេធាវីខាន់វ៉ាសសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកលោកស្រីឆៅក្រមហើយនឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងក្រៅសាលសវនាការយើងបានពិភាក្សាជាមួយលោកអៀងសេរីហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីក្នុងការបោះបង់សិទ្ធិឬក៏មានលទ្ធភាពផ្សេងៗទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯសវនាការទី2អង្គជំរះនឹងធ្វើការស្ដាប់នៅមតិយោបល់ឬសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការចេញសេចក្តីសម្រេចបានទាន់ពេលវេលាទៅលើការ
đáp na ca miền ca bị phía xa bị bệnh hà sốc phiệp hờ bọc cọt chấm phù mục xa thiên nạ dương bản là riệp chom hờ đâm bay nương xua với chuyện mình đất đòi luôn dương chấm đài hờ dương à mình ở dương chấm mình to muốn rư co ong chấm nung chấm ra chọn xua môn đôi pì cà môn cơ bản đôi chia ông chung chung ra ai xua xung nua tu tớ hơi ạn nhạt ôi phía kì xua hoa mần tỏ bẹp nút có xong xóm xâm rạp dương chùm dương chùm trong bần to chạp đàm bì chào cọm chọp hơi nâng xa hạp rìa nhà tỏ đợt tiền hơi dương đâm bay nâng xua hoa mầm phư đâm bay ôi bánh hà tầng ốc nước bàn chết là hơi chùm cứ tam cầm đất bảo hiểm khám cứ ông chung chung ra ai chạp đàm môn rư cơ khám chạp đàm tỷ bì cơ bản mà bà bà nhá ở quân nơi cả trái bằng phương địch này vấn đề dân chăng xua tha đời xa xạm là cả này cứ miền ca chọn về con nâng bậc quân lập hiệp rồi bậc con nâng cả rạ rụt cả rạ chung người rồi bậc con xua tha ta ông chung ra ai chạm là cả xạm là cả này chia xa thiền nặng hay vợ sinh vợ ông chúng ta miền bồng non thưa được chứ ta lâu cũng bị tại vì miền cả chúng tôi tàu qua đây được tí. Mệt vì khán vợ dương chấm môn miền cả chúng tôi vậy thì dương bàn chấm riệp từ mình tới bắp tròn của phù hỡi người ta dương nâng miền sa mạc cả xa thiên nạ đầm bay ở xa thiên nạ bạn đăng tha đầm nạ cả đội đấy hơi dương bàn phía phía xa chấm môi lục yên xử lý hơi dương chưa trẻ tha cứ cột ạn nhạt ở bản to chia sẻ thiên nạ bản mà chấm lại được bao dùng chấm nâng lục yên sĩ cứ bản và ông quân chấm bài và bắt đầu thì miền ca lại top một phần vì lục miền tây cà phê đây lục yên sĩ lời bài nhà sạm nà ca đập sự khai cam lục bị chậm mình đặt bì rụp đại tổ tuần tốc bị đặt phía bà dùng ngư chuyên chập chào yên giờ đi nơi mình tìm về thì phía phải chấp bón đi ông chấm ra xong rồi vừa xăm là ca bị phía xa chỉ mới nâng lâu bị chậm mình đặt bì rụp lời bài nhà đi chia sát thiệt là nặng hay một nâng chơi lâu group về châu mà cần các loại bảo thực cam được không bộ tộc sạm nà ca này ông nhận ra xong nhiều việc chun được kỳ đường sa thiên đại chun chỉ được thá sạm nà ca sẽ đáp thực cam lục với chợ bình đất nơi mình tìm về bật thực hiệp khmer xô viết này về này khả năng thân nạ quật chia sạ xây của mình khả năng thân nạ quật chia đại chum đi nội tì mình thấy rất ba tất cả anh chơi lục với chợ bình đất trong pi rúp chun một cần các loại bảo thực cam được không bộ tộc sạm nà ca rồi số đấy lục bị chậm mình đứt nửa bậc ni ông chung như thế sau là bốn anh chơi lục bị chậm mình đứt từng pi rub một chuôi phát đo nửa một tệ giờ bỏ
ពីនិតផោះតាំងឬអង្គសក្តីដែលអង្គជំរះត្រូវតែពិនិតនិងរិះរកលទ្ធភាពណាដែលសមស្របដើម្បីដំណើរការសម្ដនាការអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមកាលវិភាគរបស់សម្ដនាការដែលអង្គជំរះបានគ្រោងទុកនិងរៀបចំតទៅមុខទៀតជាបន្តបន្ទាប់អង្គជំរះនឹងថ្លឹងថ្លែងរវាងការនេះជាមួយនឹងបញ្ហាស្ថានភាពជំងឺនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីផងដែរថាតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដនាការបានឬមិនបាន ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនទៅលោកបញ្ជាមនិតបន្ថែមថានឹងការប្រើប្រាស់ក្បាលមីក្រូនេះគឺមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗរបស់អង្គជំរះក៏ដូចជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសូមលោកបញ្ជាមនិតរងចាំឲ្យក្បាលភ្លើងសញ្ញាក្រហមនៅក្បាលមីក្រូឬក៏នៅខាងជើងក្បាលមីក្រូនឹងនោះគឺមានន័យថាក្បាលមីក្រូប្រតិបត្តិការហើយលោក លោកបញ្ជាមនិតអាចឆ្លើយតបបានហើយហើយគួរទុកពេលវេលាឃ្លាតបន្តិចដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការអ្នកបកប្រែនិងបកប្រែភាសាផ្សេងៗបានទាន់ពេលហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺសូមជម្រាបជូនដែរថាការសំណួរនិងសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំទំនងជាអាច មានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងលោកបញ្ជាមនិតមួយរូបឬក៏ទាំងពីររូបអញ្ចឹងលោកបញ្ជាមនិតទាំងពីររូបលោកមួយណាឆ្លើយក៏បានដែរតបនឹងសំណួរទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលសមស្របទៅនឹងការយល់ដឹងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរហើយទីពីរគឺអាចបំពេញបន្ថែមទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីយល់ថាចម្លើយតបរបស់លោកបញ្ជាមនិតណាមួយគឺមិនទាន់បានពេញលិញ ឬក៏មានការចង់បំពេញបន្ថែមអ្វីផ្សេងៗគឺអាចបំពេញបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដនាការនេះហើយមុននឹងបន្តទៅទៀតនោះអង្គជំរះសូមតាំងសំណួរមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជីវប្រវត្តិឬក៏អត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ៗនេះតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលឹមវុធាអញ្ចឹងហ៎លឹមស៊ីវុធាបាទអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលឹមស៊ីវុធាអង្គជំរះក៏សម្គាល់ថាអង្គជំរះបានសួរអត្តសញ្ញាណ បុគ្គលនិងគុណវុធិលោកបញ្ជាបណ្ឌិតម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 តើអញ្ចឹងពិតមែនដែរទេបាទពិតមែនបាទបើពិតមែនដូច្នេះគឺអង្គជំរះមិន មានអ្វីសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេគឺផ្អែកលើប្រតិចរិទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ឆ្នាំ 2012 ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណនិងគុណវុធិរបស់លោកបញ្ជាមនិតដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅខិកម្មបន្តទៀតហើយសំណួរបន្តគឺចាប់ពីពេលនោះមករហូតដល់ពេលនេះតើលោកបញ្ជាមនិតមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការប្រែប្រួលនៅមុខងារភារកិច្ច ឬក៏ឋានៈនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែរទេបាទតាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានការប្រែប្រួលអីទេនៅស្ថានភាពដដែលបាទបាទអរគុណហើយតាមរយៈរបាយការណ៍របស់កលាមជីសាមណការអំបញ្ញមិញនេះថាលោកមិនមានជាប់ញាតិរហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតអៀងសេរីក៏ដូចជា បុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលជាដើមនឹងរដ្ឋបាលពេលនេះនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើពិតមែនដែរទេ បាទពិតមែនបាទ
ក៏គុណហើយតាមរបាយការណ៍ដែលថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយពិតមែនដែរទេបាទពិតមែនបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះអង្គជម្រាបសូមសួរអំពីប្រវត្តិសាវតារបស់លោកអាចារ្យបណ្ឌិតគីប៊ូស៊ូតើលោកឈ្មោះគីប៊ូស៊ូអញ្ចឹងទេលោកអាចារ្យបណ្ឌិត បាទពិតប្រកបមែនហើយលោកអាចារ្យមិនដឹងតើលោកអាចជម្រាបដល់អង្គសមណការបានទេថាតើលោកមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរ ខ្ញុំ បេជ្ជបណ្ឌិត គីប៊ូស៊ូកើតថ្ងៃទី 15 មករាឆ្នាំ 1955 នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទបាទអរគុណហើយចុះទីលំនៅរបស់លោកសប្ដាហ៍ថ្ងៃថានៅទីកន្លែងណា ទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ 60A0 ផ្លូវលេខ 51 សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3 ខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់កឡាំជីសំណការបាញ់មិញនេះថាលោកមិនមានជាប់ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនចាប់ចោតលោកអៀងសេរីនិងជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើពិតមែនដែរទេ បាទនេះជាការពិតហើយតាមរបាយការណ៍រដូវដែលថាលោកបានធ្វើតំបន់រួចហើយនៅមុខអ្នកតារបងដែកមុនពេលលោកចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសិក្ខាកម្មនេះពិតមែនដែរទេបាទពិតមែនហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើលោកអាចជម្រាបដល់អង្គសំណាការបានដែរឬទេអំពីប្រវត្តិសិក្សាវិជ្ជាជីវៈឯកទេសរបស់លោក នឹងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកនេះបាទបានខ្ញុំជម្រាបជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ 1985នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ខ្ញុំបន្តការសិក្សាហើយទទួលសញ្ញាបត្រឯកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2000និងសញ្ញាបត្រអន្តរសកលវិទ្យាល័យទួបកទោនៅឆ្នាំ2001ខ្ញុំបានធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកឈ្មោះបេដូងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រាបរនងស៊ីប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃចូលក្របខ័ណ្ឌមកដល់សប្តាហ៍ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុង ផ្នែកសុខាភិបាលចំនួន26ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទអរគុណហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកធ្វើការនៅទីកន្លែងណាហើយនៅផ្នែកអី សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតជាប្រធានផ្នែកជំងឺទូទៅកនិងជាអនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហើយក៏ជាគណៈអភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនៅមន្ទីរអបតកនេះបាទអរគុណហើយ បាទកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការក្នុងការសួរអំពីប្រវត្តិសាវតាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាបន្តខ្ញុំសូមសួរដល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមស៊ីវុថាខ្ញុំសូមសួរលោកតេតឹងនឹងរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកន្លងមកនេះ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ដែលខាងមន្ទីរពេទ្យបានផ្ញើជូនមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការដំបូងជាពិសេសគឺរបាយការណ៍លេខ 620
មកខសចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នៅក្នុងតំណរឿងគឺឯកសារ E16/7/2មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការដែលយកឯកសាររបស់របាយការណ៍មន្ទីរពេទ្យជូនទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបហើយនឹងឲ្យដាក់បង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់កុំព្យូទ័រនឹងទូរទស្សន៍ផង Miễn thế. Một thí. លោកត្រីសាយកម្មវិធីរៀបចំនៅឯកសារផ្សេងទៀតជារបាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលនៅសេសសល់បញ្ជូនទៅឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នៅក្នុងដែរប្រសិនបើមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរបាយការណ៍ដែលលោកបានអាននឹងពិនិត្យនេះពិតជារបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែល លោកបានធ្វើហើយនឹងផ្ញើជូនមកឲ្យអង្គជំរះឡើងដំបូងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះពិតមែនដែរទេ?បាទជាការពិតបាទ តើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតខ្លួនឯងជាអ្នក ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីនៅក្នុងឡុងពេលដែលមន្ទីរខាងគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរឃុំឃាំងអបតកបញ្ជូនគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពថ្មីទៅវិទ្យាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារហូតមកដល់ពេលនេះពិតមែនដែរឬទេ? ចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់បានចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពផែនសូវៀតគឺក្រុមគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំនៅក្នុងនោះក៏មានយើងខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលជាអ្នកបានចូលរួមព្យាបាលផ្ទាល់ជាមួយនៅសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទចុះពីពេលមុនពេលដែលគាត់ចូលទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះមុនពេលនេះតើលោកធ្លាប់បានទទួលពិនិត្យព្យាបាល ជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីដែរទេចំពោះការថែទាំនិងការព្យាបាលរបស់សុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីគឺយើងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានទទួលតាំងពីមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតមកម្លេះគឺទៅមកចំឡងពេលជិត1ឆ្នាំហើយបាទ
បាទអរគុណហើយតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនដល់អង្គជម្រះបានដែរទេអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីនៅក្នុងឡុងពេលដែលលោកអៀងសេរីត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានឹងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់នៃដំណើរការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ពេលនេះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ បាទខ្ញុំសូមជូនជារបាយការណ៍មួយសង្ឃឹកសង្ខេបដែលជាមូលហេតុដែលឲ្យលោកអៀងសេរីបានចូលមកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសម្ពាធផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ2012គឺមូលហេតុដែលគាត់ចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការសភាពម៉ាឡេសម្រាប់បកប្រែទៅថាជាភាពហេវហត់អស់កម្លាំងរបស់គាត់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងទីនេះបានឬយើងខ្ញុំក
chung mùi nâng sát thang là phép chẳng ưu bọc quát để quát tùm lông để sát nước nông tí bẹt nâng nước nông tí bẹt nhưng khi thà khói bị quát châu bán xâm rạng được nay xong rộp một tôn để thay một đồng bồ nhưng xong kết phương thà sát thang là phép để tẹp tôn chung mùi nâng sát phép tu tơ được bọc quát sát phép tẹp tôn sát phép nâng sát sài chi cầm rất sự biệt chiêm, cầm rắt sự biệt bạch đốn, dân hạ khinh tha sự biệt bằng ơn nâng, nơi chia tu tư khuyên là vậy, ta mình prai pro để khó ca bị miễn bị môn cả lòng mà tì. Bạn ta nơi không cầm lòng bình, khói bị xâm rạng mà rất dễ dân khang dân chúng bạn rộng khơi bánh hà mùi tiết để cạn lắng, đây chỉ mùi là hết để thuở ai quát, cho rất chỗ xâm thơ xâm rạng quát xâm rạng nằm tì bệt. Cứ bánh hà mùi tiết tông chờ mùi nâng tại tôi chúng mới chẳng con co và quát để rừng để chúng hay tập về miệt osteoporosis rồi hay có arthrosis đây chỉ chừng người mới để responsible sự hiện bên một là bọc quát để thổi quát nó có thể chiêm tình trong khu ba quát mà bán crop hay là tại tôi chúng mới là rốt sinh để quát ôn nhu lo thay spark để quát ai lực đại lực trường bàn nếu cái gì sinh nhà mới để tại tôi chúng mới cái bị chạy cái hay thà chứ neuropathy peripheric hay mỗi năng để tẹo tôi chỉ mới năng ăn sụt răng ở ban đấy thà đời xa pa nhà thà say chân con co bỏ khoa để miền actro năng hay để miền để kiệp compression từ lưỡi cá nào sẽ bị kéo để thưa ở chiêm tình trong khu của ba con bản cột nắng để thì pa nhà mỗi thưa chùa bát tiền pa nhà vườn mốc hay là spark trong lại trong trường là bảo quản cái bị xâm phạm trước ba những khinh than nó cầm lòng phải trước để lại trước đọc thế này sát than là phía bắc quát chấm pua để chấm tam đan chưa bảo hốt cứ sập hiệp bê đông rồi bắc quát cứ khi là vậy prai pro để chúng cua bà rom được bên đông tế bản thân sát than tập hiệp để trôi chấm ở quát xâm phạm nước nông tì pen mà ai tập lọt mà vĩnh ban tiêm tiêm cứ tẹt thôi chấm mùi nó bay nhà quát sập trong lại chương chương tam đồng chỉ sự khác cái tẹt phong thường hai sợi và sạt bắc quát để thôi ở chiêm mà chỉ trong cua ba hay nâng bắc quát bản cực quan hay tới lúc ai chuẩn bị ban đại tế tha ông bây giờ than là phê chúng người bày đồn bỏ cọt niệm về đi dạng mạch đẻ trong phố tiện tông chúng mới nâng chúng người bày đồn bỏ cọt khi ông xong rồi lúc ông bị bỏ vọt bỏ cọt tạnh chứng khinh tha chứng người bọc quạt nước viêm miên chứng người càng thắt cắt do bất kỳ sự mất đặt tẹo tông chứng người sai chiêm rồi bọc bị đông nước để kê phơi dần nó tỉnh nhưng để thuộc mình trái tăng vì chân nằm ở pon phẩm buồn rồi cài sấp pi nó không nói chứng khinh tha miên cao để chữa ba cả lòng mắt chứng khinh là hốt đầu từ miên đặt stand và tha dừng ba sai chiêm bị đông rồi hai dừng đặt rồi xóa hai là hốt dừng thứ pong ta bàn tay dừng chậm sai chiêm từ cái pi cái lạnh sấy từ đạo từ sai chiêm bị đông nước chỉ bảy hà để bọn bà quát ông kalong mang hai kai bít phút bang hát ong nâng tay chân kênh tay sẵn hiệp bà quát để chuột bà tay nâng tay bàn tay rồi hôn up in the young. I don't sai bang kia tay tông bang hát để tay tông sing ansu zong kha jack la hai nâng bang hát bay đông hát sẵn pra bay đông rock quát để bắt mân sợ chết bắt mân chết nâng tay nâng tay pra bay đông tông bay bùn nâng tay mì bang hát tông bay nâng chân chân bang hát mỗi đè thư tay sẵn hiệp bay đông quát mân mang tay sẵn hiệp bay đông quan tài sẽ làm tập hiệp tổng ở nước bây giờ chúng ta đang tăng 100 cái lòng mỏ này chứ không thà
ស្ថានភាពប្រែប្រួលມັນជាគួរឲ្យបារម្ភមើលហួសហេតុມັນទៅមុខលឿនហួសហេតុពេកទេមកដល់ទៅថ្ងៃនេះការព្យាបាលរបស់យើងដែលយើងធ្វើនៅបន្តហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបបោកបើដងគាត់ជាបន្តអសន្នគឺថាវានឹងនៅល្អມັນជាបញ្ហាថាឲ្យប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវគាត់សម្រាប់ពេទ្យដោយសារបញ្ហាបែបដងទេមក អរគុណហើយលោកបច្ចៈមនិតអាចធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមបានណារីទេនៅលើបាយការណ៍ទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរទូវៀតបានបញ្ជូនមកឲ្យអង្គជំរះជាបន្តបន្ទាប់ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការហត់ការវិលមុខហត់នេះគឺហត់រហូតដល់ថាសំបីតែធ្វើចលនាបន្តិចបន្តួចក៏ហត់ដែរ សំលួរចង់ដឹងថាតើវាអាការៈហត់ចំពោះគាត់នេះវាកើតឡើងដោយមូលហេតុចម្បងមកពីអ្វីបានជាគាត់ហត់ហើយពេលខ្លះគឺបាននៅលោកគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំការនៅទីនេះបានធ្វើការផ្ដល់អនុសាសន៍មកអង្គជំរះថាគាត់មិនអាចឡើងទីខ្ពស់បានទេដោយសារស្ថានគាត់សភាពគាត់ហត់ហើយគាត់វិលមុខថាអាការៈ ហត់នឹងវិលមុខនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺរបស់គាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជំងឺអ្វីដែរហើយវាបណ្ដាលមកពីអ្វីបានជាកើតស្ថានភាពឬអាការៈបែបនេះចំពោះគាត់ ចំពោះតកតងនឹងបញ្ហាដែលគាត់ហត់ដែលយើងគិតឃើញថាបើយើងបាច់តម្លៃទៅគឺថាវាជានិហាមួយនៅក្នុងកម្រិតនិហាត្រង់ ដែលជាតកតងនឹងបញ្ហាដែលសម្បងជាងគេគឺបញ្ហាដែលបាញ់ផ្សោតបេះដូងកន្លងមកបោះគាត់នឹងឯងរួមសំទៅចុងក្រោយដែលតកតងនឹងវិលមុខវាអាចរួមសំគ្នាពីរទី1ប្រហែលតកតងនឹងការដែលគាត់ដែលយើងបាច់តម្លៃកន្លងមកនេះគឺថាបញ្ហាសមត្ថភាពបេះដូងគាត់គាត់មិនបានធ្វើដូចប្រកដីដូចយើងទេហើយស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងតាំងពីយើងទទួលគាត់មកហ្នឹងគឺថាវាស្ថានភាពវាមិនអាចឲ្យគាត់ធូរស្រាលទៅរកសភាពដើមបានទេស្ថានភាពទាំងអស់
chế năng kiếp được lựa sạch sấy để bánh hà chẳng con bia rừng chế bánh hà tổng ơn năng hái để khang sạch sấy sát ban ao chụp bò các nhóm để biết luôn chụp mùi cả lò mò nó cái thay vía mùi chụp này thông cứ responsible để tôi chụp mùi năng spark hay năng ca để quan ngược là quan ngược với mình ai chụp bàn tăng nhân kết thấy chụp sờ mò vĩnh tha bánh hà để tẹo tông là hơi hot nó cứ tí mũi tẹo tôi chụp một bánh hà bị đồn quá sau than là phiền bạc quạt chơi riết bạc quạt xòm chụp mùi phong hay năng ca để xong phải thay tiết cả với một nó cứ việc mới sử dụng lại thông đại xá bánh hát chiếm tình trong phần này khang khúc bác khót màn bàn cực đại xá kiếp tử xáy chiếm tới tam chẳng còn còn tại mặt đồng và ông cuốn hay trong đó mùi tiết đại là miền ca chạp ở rộm nó cứ nơi khả nông xâm nào sống gần đôi chìa rô bài ca bác rục bệt đá hình thà rô bài ca chìa bà xe rô bài ca bác rục bệt với trăm ca nơi tình ní bàn thưa đại ca bắt đầu được trong lòng về đại ca sanh sống nơi tam đan cái chấm đại ca tam đại ca bị chấm ngay đời lẽ bằng tầm miên bậc con được trong một tục tam đại ca đại con vẫn ai chẳng quỳ ban đời sa con chưa chẳng kể ta ca rạ đâu chưa chẳng kể đâu bậc con nó vì ca lang giang rồi mà đây hay đời một là hết ấy ban chưa con chưa chẳng kể đây mình ai chẳng quỳ ban từ lúc bây giờ mình đã ai cũng lưu bàn hai bàn tí bà tẹt thôn chúng mình những bánh hà để quạt chơi chơi cái lòng máu trong ban tự tua là khao vi trong khang tí bệnh trong ban tự tua bị ai cái sao bị tí bệnh cả mai trong khi tha ca để kỹ thuật scanner nơi nằm tí bệnh cả mai bằng hai tăng bị
chăn chăn mà hai đề mình chạy thay chăn khlong chăn chăn cái hành chăn khlong là bạc quạt nó cái thay vì cái hai thay vì actro vì rừng chọc khnía và đề mà ai thổi quạt nó cái thay vì nghĩ chăn cái quạt cho thứ cho là bàn thì còn tay chấm bùa mốc ở lớn đi bánh hai đề chấm bóng bánh hai đề chưa chăn cái là bạc quạt nó cứ chỉ bánh hai mới để miên chua hai đề dùng ai chạy còn ấy bán còn tay đề riêng đề mua là hai thông rằng khăn chăn cái để thổi quạt mà ai tranh bình tì pet rồi cái thay cùng riêng quạt rót ngay những cái bánh hạt để tạo thôi cho mồi những chặng con có tại vì rừng đài để những thời gian xích mấy mấy năm tay mà đó để thời quạt nó có thể tạo tôi là vươn một tài quạt mà phổm chia sót hai tạo tôi cho mồi những bánh hạt để quạt cắt lăng mấy mấy được trong đây trong chương để quạt mãi cam sẽ bàn và nếu chỉ bánh hạt chấm bón để tạo tôi những chặng con đã đá còn tay trên lùi muốn trên khơi thang giang xích cái thời tạo trong chặng chặng con thế bàn tay mấy mấy những khơi thang chặng con co và có những miếng bánh hạt được về bà nếu chỉ bánh hà để thổi quạt và chôm một bằng bánh hà để một quạt bằng ảnh cười bàn thì bà cuốn hay lấy từ lọc một bài ca trong cõi vĩnh tha tam ca đại nghe lục bây giờ mình định bình định chia ba to ní nơi khăn mồm lòng pel đại quạt bàn tay từ tua chia ba ca chia ba nơi mình tìm bên tao bị ngay tìm pel hồ đào pel ní ta a ca rạ rục bà con nâng miền bàn bà xa làng đại rửa tế hay bà xa làng nâng ca bà mạng mưu bà rục bếp ai bà mạng mưu bàn tế thật tới con ai miền lạc tập hiếp nâng chanh phì mình tì bếp bàn nơi âm lòng phê nạn đấy tăng phì ngay để con bàn cho xâm lạc nông tì bếp để thay bà bàn khai bà muốn mà đó phê ní trong các tam đa robot group bệnh dịch chống hình dịch chống toán dịch hình thể sát thân tập hiện bệnh đông robot quan đại dịch kết thể mình bên hai thể vì lo tế bản tác chiết sát thân tập hiện mỗi bệnh nhân tiếp tiếp thể các bệnh môn cho sản phẩm bất biến nơi hạ đối chia một nghĩa robot bệnh đông nâng nâng độ thì tại bệnh hai để phơi quan mình ai tranh tìm tìm bệnh để chuẩn bị chuẩn bị hàng lớn chẳng như bệnh hai để tẹt tôi chứng kiến cứ bệnh hai để quan spot quan ai coi bán hay những bệnh hai để quan phơi quan thể tẹt tôi cho mới là chiêm đạo tới khu các bang khoát mình cướp. Khi ai bị dân không bị cướp hàng, chấm nghiên hàng, chấm sai vật sát, dân khinh tha, bánh hai chấm bong, để ai có tê thì hàng sai vật sát, nó có tha bánh hai chấm bong để tẹt tôi đạo quạt mình ai vươn mục quạt ai bắt trong đây trước cứ bị tẹt tôi thằng strong thằng lừa này cho sai vật sát và quạt nó để thôi ao chẳng còn co quạt để bị thất biến mình ai ao chiêm tình trong khu các bang quạt bán cướp nằng. Chẳng cứ tha bánh hai thằng ở để cho mục nó không tìm bẹt rót ngay để quạt mà ai thu ra bán. Cứ bánh hà để tẹo tông rừng. Hai mà đọc bên đi. Khang dựng cho mừng rô rô. Vì thi xinh xinh. Để công số cho mỗi khang pro sơ. Khang bảo tế. Rồi có hủ bật chùm niên. Đó là không tìm bếp. Đang bây rung trăm chùm lại. Ta ca đọc sai từ lưỡi quán. Thưa thưa lực miền mây. Bị bước cái thai. Bảo dương phân từ lưỡi ca. Để chịu ba đời thân ám cái thai. Sập hiếp thu sát ai miên bàn tay. Có thể chùm lại không rẻ bê dũ. Rồi hai ca để thu sát không biến cầm rập đây. Mình mạnh ai quát bàn lo tổng sông tình. Tìm mối tiết để tiện thông cho mối nâng ca để dân thả thôi ca với các đồng bay bác cả lại để ao chiêm tình trong khu binh ta tam chẳng còn còn nâng khi chụp bánh hà mối để không thể cập phương đặt xoay rộng ta cả lại để ai phở bán và tam khu binh chùm niên để bán bắt đo dựa bó lại chúng người ta vì mình bánh hà chẳng để mình ai ở quạt phở bán nâng tình đi tìm mối cái thả bánh hà problem bế đông bà quạt quạt mà ai bị thưa ca với các em bệnh hạ đã sang sập lọp tham sập đỏ mà những cái bệnh hạ muối típ bệnh hạ đã chữa ung bọc quạt để phục để không scan lấy cái thai chỉ osteoporotic ban đã bị máy hạ đã chữa ung phục nó cái thai cụ bệnh tăng cụ bệnh chấm nấy thai bệnh sẵn dương cho chữa ung mà trở bài những sư tập bài chữa ca với các dương mà ai đã scan tầm bệnh bán thì thưa ai ở cuộc nạn bàn chắc chỉ bệnh hạ mới để ri rang nơi ca để thưa ca chữa bàn được thay vì mình sau mình sau ngày khi bạn kêu khang chịu hụt bên khang xài sát khang về cạn đó còn ao giọt bao thì chỉ bảo đọt sẵn chưa mà đăng thà thôi bán chừng rồi bị thịt xinh đầm bay cho thà bảo sẵn chỉ khi cao chịu ba đời thứ cao về cạn lười lười cả nào nâng ba chỉ thà là phép tặng ngọt nâng lười nâng dù tay bảo thứ cao về bạc cạn vẫn chỉ cao bảo thôi bảo than muối hơi nâng trời rồi còn lại muối để ai thứ cao về cạn bàn của ấy nơi sàn phía plateau nó còn lại giúp cho mình toàn cho mình nó có gì em thôi cán đảm bảo rồi thực hàng thì bệt cam mát đảm bảo thành hạt tẹo tôm cho mình nó sẽ xây chẳng còn co rồi bỏ quạt nữa anh hay bảo sẵn chia sàn tập phía mà cái việc cắt mình ai tự bán trên khuyên thà sử dụng sàn tập phía bỏ quạt rồi xâm rạn nó không được giá p mùi du và nó không thì bệt ở dưới nhà thà chẳng hậu nó có giá p chấp đi một hai lần tự này và ta một sàn tập phía nick giờ bỏ những trong toàn thì cô đã từng phải từ lứa thà
bưng phai từ mắm chăng để quạt để rung bưng lăng vinh hay sản phẩm để những tục con co là bóc quạt nó ra chia sản phẩm mới những cái rung bưng thà mình ai thưa ai cả nào là sao bị ca là chăng để bị quạt từ lừa sai những việc bài bình bàn chăng thì bài hàng mới để cho rung bưng thà và tráp chưa bao đợi tháng năm bài giờ cho nãy pju khai hay mình đang thật sản phẩm nó ban thu sao rồi giang mấy tay bị pru ấy về admin sản phẩm mới đây thần nia thật quát anh mà lọp mà rồi phim đang bán tại bà ca việc cắt tam là professor đại chăm ban pru cho mỗi quán có thể bà sẵn chỉ dùng ai ba cái nào đang bình bán để rồi còn ở việc cắt ba hai chiếc sản phẩm phim nắng về lo tràn phần tay biết phải cho một là bài nhạc ta đã chấm ngữ đo sản phẩm nắng ta trom trom là ca để những thứ ca việc cắt tam sản lọp dạ về dự định cặp thời ca việc cặp nó ta ban rồi mình bàn nếu chỉ bàn hai để khi ông công ta xoay ngược rồi bà ạ quân ạ lúc rồi chắc rắm ta miền tâm nô bà bây chẳng xua lục bây chẳng đại thị thị và xong chí lúc rồi chắc rắm xì lúc bị chạy bật đất tháng 2, đây lúc bàn chơi một ngày này khi em cực tha miền ca rộng khan, khá nông ca nghe bật chạm bạch, bật chạm ngày rồi bỏ lộn. Hồi khi em xong ổ côn lúc tháng 2, đây bàn chơi dừng khi em khá nông ca nghe này, hồi xong có ổ côn chạm bộ đây lúc bàn bóng plư. Khá nông ca phần dô lúc bị bỏ tha dừng mình dô lúc tháng ổ tê. Rồi xa thà rồi bài ca với chứa xa để dừng bàn thật tuôn lúc mình lạc nạ với chạy kết tế. Chẳng khi nhóm mình xung nua bằng thèm mùi châm nuôn tàu y tế tìm mùi. Lúc bàn bình chạy thà bánh hà bẻ đông bạch cho bàn rồi bỏ gọn lúc. Mình xa thà nụ phép được đầy hơi nâng bánh hà tệ tông thơ nâng chẳng khăn ông rồi bỏ gọn. Cứ thật nâu xa thà nụ phép được đài là tụ bay chia tha miền lệ khnạ thôn thngo cờ đòi ta ní chia sự cái đây sừng khẹp trầm trâu bìa vây đại lục bị chạm mình đất bàn từ tàn gì nó đại rứt thế ba sau mình chạm lòng tiếc năm pi để tẹt tông cho mối năng san tập hiệp trường nghiệp bảo quản cái bị thay đại quạt bàn sầm rạ cho sầm rạ nơi phần này nơi không một tí bẹt mà tập hiệp phải sầm biệt là những phần này sầm rộ một toàn bao nhiêu chồng nhắn chứng khởi thà ca để viết tầm lai từ lớp sát than tập hiệp bách đông là bảo quản mình men bây giờ thà bách đông là bảo quản nên như thà chứng prà biệt chạy tới như thà thì stop stop mình men smile tầm biệt thà quạt mình chửi tới bàn trái như thà mà dương san tập hiệp để muốn cho sầm rạ không một tí bẹt hay như tập tụ bắn chứng khởi thà san tập hiệp ai các vị bắt bảo viết mình chỉ cọ cái sản phẩm nó nâng nổ nâng nổ thằng sản phẩm mới thì thằng còn hot phần nâng cứ thay ra sản phẩm hot và quát nâng phần nâng đợt đài để ở đây chúng ấy qua để từ eco bê đô từ một nghĩa bê đô để chúng mình phơi từ nơi tìm bê những cái bàn bê chun từ khang chữ bê đô vì thay thay những đồng bê từ eva lê rừng nâng lòng mình ba nhà chụp phô mốc thứ hai viên nâng nâng một nghĩa bê đô quát thì thành cái tháp bị bài protect tội nhá mà bình clip tiếp bị ngay để bị môn để cho sản phẩm bê hay bị cao mà không giảm bị cầm đóng của mỗi khai nâng tại bệnh hà để rèn răng dương để dương rốt không thay như thế mà đó cứ bệnh hà tẹt trong chỗ mũi nắng chẳng còn co bỏ quan mình men chẳng chỉ kẹt thì chẳng chỉ kẹt còn miền bệnh hà cứ miền hay bệnh hà đường đọt sải một bàn tới bàn tay bia chỉ bệnh hà khoản đại quan bị bả cho và bả là nghĩa trong nghĩa là tại bệnh hà để tẹt trong chỗ mũi nắng chẳng còn co nữa để thưa ai sập hiệp trong tay là bỏ quan mình ai ở quan ở căn bán thưa ở quan mình ai cho tức là chấp đau người ta chia mình trăm bảy nhà khu các bạn bỏ quan mình cướp thời quan mới chết tại vườn mốc chết tại nằm này bán nước chia bảy nhà chia chia ca sừng khai bao chừng chồng cứ bé đốm cơ sản phẩm bé đốm cơ ta viên nâng nổ mình cứ bị vắt từ một cua dùng bà róm lươn từ một tí bàn tay sản phẩm phim để bà róm cứ bảy nhà chặn con quạt cò bạc quạt để thôi ở quạt mình ai căn bậc căn sập xe ban thì mà ở quạt chết tại vườn mốc thì mình bắt nó và thank you. Chào các ông khách rời xâm ọc quân hồi lúc bàn trả lời lùm ẩn. Đối chứ này xâm nua rồi bọc nhầm bằng tốp. Bánh hà tệ tôn tờ nâng đài thà lùm hô chìm mình cục kron tờ nư khu khu bà lúc thật đài lúc bàn nó rộng khơi thầm mây thầm mây ní hồi mình bàn rộng khơi tế bà mình bà mình thưa cả về phía hàng bánh hà
khăn xa xa bởi sát, khăn nâu nô bởi sân bà mình thư scan, mơ mình khơi anh tì, ta chẳng đại rực tì, lúc bà chạy mình đất. Chúng tôi tệ tông cho mỗi lần tệ tông để thả chi em tư trong cuộc bản cũng cứ chỉ bánh hà mỗi để dựng trong bàn thư cáp cuộc cho mỗi khang dùm liên khang xa xa bởi sát. Khi bây giờ tôi bàn thư scan lê an đưa chọn con rồi bà khuất, nhưng khi anh thả nó không scan lê an đưa kì bàn cho lại thả. Vì tệ tông xâm khát cho mỗi lần osteoporosis để thử chọn con cái thả chọn con co đó về việc phía xa khám anh thả về chỉ việc bục. Rồi hai mươi tiết đây kì tệ tông đã xâm khát cứ tệ tông chỉ mỗi lần cà nào នៅសេវិកាលដែលរេត្រេស៊ីបាននេះថាវាទៅមានតែកណាសេវិកាលតែនេះហើយនឹងសរសៃឈាមដែលចេញចូលតាមនឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងដំងដឹកខាងនឺរ៉ូដែលគាត់ឲ្យយោបល់យើងយើងបានពិគ្រោះខាងនឺរ៉ូពីអ្នកហើយនឹងខាងប្រូហ្វេសឺដែលជំនាញមកពីបារាក់ក៏បានឆ្លើយចម្លើយដូចគ្នាជាបញ្ហាមួយដែលយើងថាអាចជាចម្លើយមួយដែលយើងទុកចិត្តបានជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគេថាគេពាក្យតាមតែគេឲ្យថាជា ការធ្វើការវះកាត់ដែលលោកបាននិយាយនោះគឺថាយើងដូចជាឃើញច្បាស់ថានឹងមានហានិភ័យមួយចំនួនដែលថាកម្រិតហានិភ័យនោះខ្ពស់ណាស់ក្រៅពីការវះកាត់ធម្មតាដោយហេតុថាលោកអៀងសេរីមានបញ្ហាបេះដូងប្រហែលថាហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរហើយខ្ញុំចង់សួរលោកផងដែរការវះកាត់បែបនោះ ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកខាងគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលរទេឬក៏នេះគឺជាការវះកាត់ដែលពិសេសដែលនឹងត្រូវការជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញបន្ថែមជំនាញដែលមានស្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកនោះ នេះជាបញ្ហាមួយជាវិជ្ជាការពិតជាទូទៅវាបញ្ហាដែលធ្វើការវះកាត់គឺយើងខ្ញុំក៏គ្មានច្បាប់ជ្រៅដែរតែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងខាងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទតើហើយនៅខាងដែលដាក់តាមសំឡងយើងខ្ញុំបើសិនជាជាច្បាប់របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនសង្ឃឹមថាការវះកាត់នេះបានទទួលល្អទេពីព្រោះការវះកាត់គេថាបើអង្គដូចខ្ញុំបកគេគេបានជោគជ័យប៉ុន្តែបញ្ហ
ការថ្នោតសម្រាប់បេះដូងចឹងគឺជាបញ្ហាមួយចឹងគិតថាប្របាកនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែជាទូទៅទៅទៅបប្របាកយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំស្វែងរកខាងគងពីគ្រោះយោបល់ខាងជំនាញផ្សេងៗដើម្បីថាអាចធ្វើរបៀបមិនព្រោះជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាជាចម្បងរបស់យើងខ្ញុំហើយដែលយើងពិបាករត់ថ្ងៃនេះហើយនឹងស្វែងរក បាទបើសិនជាផ្លាតតូចតិចនៅខ្លាំងមិនទីពេទ្យខ្ញុំដោយសារលោកគ្រូពេទ្យខាងជំនាញសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រតែគាត់ទៅបរទេសគាត់មិនតន់ត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំជឿថាកុងស៊ុលខាងគ្រូពេទ្យផ្សេងៗគេថាឲ្យយោបល់វាជាបញ្ហាពិបាកការដែលស្វែងរកខ្ញុំមិនរំពឹងបានភាគរយច្រើនទេតែសង្ឃឹមថានឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាចប់រឿងតែម្ដងដោយថាបានឬមិនបាននេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវស្វែងនៅកន្លែងណាដែលបានកន្លែងណាដែលមិនបានបាទខ
Thank you. Chakram Khadrai, sum okon nakhim yul chba. Dal lok thua ka ve tamlai ampi sthanapheap ni che sthanapheap pachchaban. Ta lok oy anusah trou ka ve kat dai te lok yul tha ve mien hanaphai khpo. Nchang khem su lok tha chumnuoh mok veng ta lue jeung aich phiebal kot. Đói chùm niên khăn ông thân ạ chìa khu bếp chìa bà l. Ta bà phê nê ká chìa bà l vấy đề cua tà dọc mọc bà đâm bày chùi kè lâm o âm pi lâm hô chìm tư chân châm khu bà l mọc gót đòi mận bạch vẹt gạt nô. Tẹt tôn chùm bình nê ká chìa bà l. Giờ rõ tháng ngay cứ nơi gọt
លោកអៀងសេរីគាត់បានស្នាក់នៅផ្នែកជ្រោះរងតនរបស់យើងខ្ញុំប៉ុន្តែដែលតកតងជាមួយនឹងការដែលរ៉ាប់រងការព្យាបាលស្នែកចង់ខ្នងហ្នឹងគឺថាមានគ្រូលោកប្រចាំដិតឯកទេសផ្សេងដែលគាត់មកជួយព្យាបាលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគាត់ឲ្យជាជំនួយមកខាងយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាការដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃយើងអាចប្រើប្រាស់ឆ្នាំហើយយើងប្រើទុបក៏គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ងាកជាបញ្ហាមួយដែល
tích tuổi tế để ai sẽ không thay quát ai lo mà mình. Chính chấp bài nhà mới để giúp cho mình hiện bài tầm lại được luôn ai thế đầu phân bài tầng sóng từ lực hàng chấm điên hàng sạch sai và sát làm bây ở quạt vai tầm lại rồi nè hỏi những ban phương mà chấm hiện rồi mà hỏi để bài nhà quạt mà không bị copy đoan rồi mà hỏi hay là cao tam cao ta tam đang bắt quạt ra thay cho bắt quạt xâm lạn để sừng cụm toàn cho đói hỏi bị thay thay như tiếp tìm sao mấy chấm ban bị copy mới professor để quạt chơi mà bị răng mà chơi phải sừng cụm toàn chứ không nâng quạt cao giờ bảo thẻ chia bài nhà mới để cứ thả cá para để lưới thắm chứ sừng không thả vì chụp chơi tách tuổi na mình ai ở ban tổ ở xa thì hay và sân chơi cá về cắt ban từ ban mà nó ban chơi cá mới đại ban bàn tay cá để về cắt cứ vì dừng bưng thả chỉ bảy nhà hàng mới để những bờ chôm một khăn chuyên kế hay sừng không nơi nơi bảy nhà hàng tiếp xúc nhất khi mà toàn ban xu rồi bảo khang một tí bệt cả mát thì thay cho sừng không thả khi mà đang bị cướp cả một tí bệt cả mát ta nó tập hiệp giang mấy làm bây ao chỉ cho bảo bảo chỉ trong mình được thả từ phơi giang mấy tiền bạn. Chắc rằng khát rai xâm ọc quân lục chả nó chứ miên xâm nua trong khói mùi tiết. Miên nẹ chùm niên kháng vệ chất xa mùi chùm nuôn đã thật là khá bàn ảnh chương gọt móc tẹt tôn thần nâng cả nây lục xây yên thờ rất đã có bàn xu thật là khá bàn xâm ọc quật bình nất sốc cập hiệp rồi bọc quật đã lục yên xử lý cứ bài ca thằng ngày tì bày khai cả nhà đại miền Nam Úc xa hạt tẹt tông thân nâng cao para thân nắm hơi nâng cao cài para chấm phù cà riệp chấm pa chấm bắn đôi chia kề cái ai chia đam xâm rạp lục yên sư ta lục với chia mình đất ban an rồi bài ca nô đại rực tế mà chấm phù pro rồi bài ca này là professor khám bệnh của bạn phơi giúp cho bạn ăn rồi sạch tại hai bà hơi ở vậy tầng ở nước cứ ta việc thắt nước non cầm long dương cầm bông tạ được vọt đằng tai mặt đòn bạn hai để những tẹt tôn cho môi nằng kề tẹt tôn ấy cái chuyện bạn phơi xong mà imu bề dưới nó có cái chuyện chập làm ở cái chập bạn phơi này hơi nhắm khơi bạn khơi rồi bài ca nước bàn tay nước non rồi bài ca rồi bao lâu để bài mình chạy nó co biết mình to bài mình chạy với bạn hai chạy con co đấy này bạn hai tầm khăn cứ quát để bài lấy từ lửa bê tông rồi bọc quát từ lửa chạy chạy cái rồi bọc quát để mình còn lòng màu bàn tay bạn hai chạy con co để thay phát bị quát trên trên ta hơi để chúng tôi từ phơi rồi mình chạy thay nít để bạn hai chấm bo để tẹt tông ở sừng nó cứ quát ở tầm bàn chụp bát tay rừng đằng tề bà hơi giờ bạn hai tầng ở nít dương trong bảng tốc đạt tầng song tập này chấm điện khang sạch sạch bát sát làm bay quạt chui đo sai chấm bánh hàng đằng buộc hàng sai sát bên pí này để hàng vét cắt để cua tại thuê tự bán rồi giảm mấy hay những hàng chấm điện hàng sai sát để hàng tiệm tôi thành cả kiếm bao để tham nóng ta giảm mấy hay rót hàng những quạt cầm bông để nơi không cao tam đang rồi với chậm đất để chấm điện hàng sai sát để quạt mà tam đang rót thế này bạn được đồng tiền bền đằng chắc rằng khát rải sầm ọc khôn khiêm yul thành sông âm pira bài ca bảo nè chấm nén như cứ bàn riệp chầm láng môn bề đài cà phê rô cơ bên trái âm pi chà ra cho chim từ nừng từ khu bà bỏ cọt hơi khiêm chong đằng chư bà tha hơi lúc với chậm đất bàn bờ miền từng o bị pru tha nè chấm nén bàn bên đất lục yên sư rí mình bàn đăng âm pi bánh hà thâm mây bằng phót đà lục rô khơn ta mà rìa rô khơn cháy đà lục bình dụt ngay nít tê hơi khi nhóm chặt thục tha hà vầy vầy đà nơi khăn ông rô bài ca nè chùm niên nút nâng ai nâng thua ơi vầy giành tê bì bùa tha ca thua rô khơn cháy thâm mây rô bọc lục chè mân đất nâng cứ tha thâm mây bằng phót hơi xông o côn đại lục bàn phần dư dạng chế ba lo ông pi bánh hà bạch chế bọn ni tệ tôn thương nệ chấm ngư hợp chấm cực thà chế sức đầy sinh khai nô
Lúc châm riêng tà lạc kà thà kà ổn trà cung đòi kà vẹ khát nóng cư hà nịp hay kủa nà. Hơi khi nhóm dù thà ai nâng chục cháy kủa bọn tài nâng trâu miên pêl xóm xa rộp đâm bây ở quạt chiêm bì kà vẹ khát mộng đòi xa kà nây ní. Kà ổn trà cung đòi kà prà thân nắm đà lúc khâm phung ảnh vật ngài ní kò nâng trâu prà pêl vệ nụ đài. Ta chùm rư nà mùi đà dân nâng trâu prà nụ kư thà lúc yên xử rí mân miên sô kập hiệp lò cực kron tế tam tế sân ảnh bọc vị trẻ mân đất đâm bây ở thờ lọp chôl mọc rùm chùm nùm chùm rè nâng kà kà tam vì mình tục sao nà ca rư khó mình tục nực hàng khóm này ta chia sức đây sẵn khai tờ vây đà lục với trẻ mình đất bàn trẻ thâm trâu chẳng đại rực tì. Đói bái tờ lơ xa nà phía bác khoát nè cao vi vọt trong những lúc bác khoát nè khổ nông tì bét chân khởi thà đôi lúc xa rì bàn dễ bánh mình chẳng dương khó nhóm mình rộng bâng thà khổ nông rồi dạp bê khá lây để anh ai quát anh chơi một thư cho rùm nông xa vần ca vinh bàn tì vì bố vi tẹt tôn xâm khăn là phát cứ ca để nẹ tướng để bánh hà lơ chẳng khổ nông vi tẹt tôn là ca để ông mình ai quát cầm rạc chỉ bánh hát sống khăn nha. Nhưng ọp quát luôn quát mà nói quát nghĩa cầm ra khăn thế là cho anh còn có bà quát nâng chỉ bánh hát cho ọp sát thôn là bê dương quát lưu quát cho lăng nha chỉ bánh hát. Xong bây tài dạ bê là quát sống rãn nha không tí bết ở lớn ní. Còn nó không thay toàn hình khăn thay dạng hậu nha có chồng này bị đọc hai nha bà hai tam chỉ cả tu tiên bà dưỡng chống hơi nâng chồng nâng xuôi cho bà khăn chồng đến xuyên tiết là dưỡng ai thua và thị dạng bách đầm bấy ai quát chắp bàn vừa tờ lọc mà gặp lại mình nên chỉ bánh hà mới để chồng gặp bông tờ bà chồng bọc đọc sài hơi nâng xoay rộng nè chồng đến cục này đầm bấy ở mà chồng rùm nâng cả đò là chỉ bó hơi nâng chùi chỉ bà chồng yếu bọc quát nông bàn. I think. Xâm nô bi đâm bây bên trẻ tới lưu chồng lao ra bà lô. Chia đâm bấu cứ bẹp con tới nâng chung ngư bế đông để lục bà này riêng rộng bánh bánh này. Lục này dây tham mình lạc nạ mình thôn thông ngô tế cứ mình lạc nạ tiện xa bên này là tiện thật thề. Ta lục mình sẵn kết khơi mình ca khôi khát ca bài bà lô thông ngô sau cái phép là bà lục yên xử lý đòi xa tới chung ngư bế đông này tế. Nơi khăn đông rồi bài ca đại dương bàn tà tuôn bì mình tì bè mật tập hiệp khám ai sổ viết ca bì ngay tì đọc rằm buôn khai cả nhà nó bàn bình chạy thà lục yên xử lý miên lạc cả nạ hoặc miên lạc cả nạ ni ha bầy ta lục ách bình chạy tế ông bì thà lạc cả nạ hoặc khăn lăng cũng rất ni ha bầy ní. Hơi ca sẵn kết ní cứ tha viên ách mà đàn mọc bì phép khôi khát này chung ngư bế đông là bỏ quạt thế. Bà sống ạ con thầy dưới khâm sông chạy bóng phứ ông bì bánh hàn tạ tạ thông nâng chung ngư bế đông là bỏ quạt. Chúng bố tạ thông chung môi nâng chung ngư bế đông bỏ quạt nâng cứ tha bỏ sân chỉ dưng viết lịch chay từ vinh dương trong giấy thà biết đấy trong đấy bài ca là bao nhiêu trong thật nó cứ trong mình chạy thà bánh hạ bê đông và khoa tăng bị dương thư nó giả bị cầm lỏng của mỗi khai môn từ lớp mục như là bao bê đông để dương viết tầm lai từ tam ecography dương khinh thà sao mục như bao bê đông nó cái hạ đôi chia mình chỉ cả prai pro và màn thì thành lập hiệp nền thắng thậm bất đề hot ni hạ đưa nhà tro để quan chụp bát tiền nó chỉ bánh hạ để tẹt tôi cho mỗi bê đông. Bạn ta ở bếp đâu mình mến tâm tại ngay để quạt chắp đào nâng miền thì cứ quạt miền thì chả là ta bị dưỡng trong đợt tùa máu cứ bánh hà nâng miền chọp ra hồn. Hai bánh hà thamay để dưỡng trong bộ nó cứ để xa bánh hà để quạt
Tới lưu ở dụng bọc quạt phóng, tới lưu sản phía để quạt bị xàm sợ bán. Thưa ở sản phía bệnh đồn quạt nâng cơ thao dân khinh thao ni hạt trò để chống châu mò đầm lấy vay đầm lấy tăng phía mỗi khai em muốn cơ nơi tờ ni hạt trò đọc đài. Khoan tay sản phía trốt trôn thoái thamay để phư ở quạt màn ai ni bán thì miên rừng phát tổ dị mục sinh chết để phát thêm tờ lưu bệnh đồn bọc quạt nâng tay mà đồn. Dựng châm châu mà chạy thay bánh hà để staff mình chọn là giới tha chỉ bài bài đồng có thể mình bài nhà thế cứ chọn là giới tha bảo dương tiếp tiếp năng và mỗi khai để không bài ca trong ca bị lượng muốn cứ than một như bài đồng bạc quan nó cứ mình cua ở với ở bài pro lươn từ một tỷ này con là than thì mình thú bàn tay bên nên đó hai cái bài bạn nó bị dịch nè tại để bài cho một trên kế cái bài nó cứ miền rừng xem tiết là ai còn tham từ lưới chừng người bài đồng quát để miền sạp để thu hồi còn bài nhà để thôn thôn làng bạn. Đâm bây ở dân ở khu này dưới chút ba. Ta dân ách này dây tha ca hót vô mục cầm rật bây ní. Vì tới khu này nâng cầm rật đà nẹ chung ngư bị ba độ tầng hàm hót khăn. Chưa biết xế. Nếu bây đà xông bây tà nếu bây đà nẹ chung ngư xâm ra. Rồi có quạt bị bạ khăng hot khăng nữa bây giờ quạt không bưng thưa ở bảy mùi trong phố ở những cái tha y vào ở trong từ viên viên nằm lại từ lên đi ha không mặt bay cái tha bà sân cho đó không còn mặt bay nè chừng ấy gì tới tha bà sân chỉ quạt thôi này ngư đa tầm pi bảy trăm hiền nữa cái thưa ở quạt nó bị bạ mày bay con bưng hot đấy còn này đa thôi mà đa ngư trong ngư lại nó cái thưa ở quạt hot này còn là pi sầm rạ rồi post hiền nữa quạt mặt hot thì tại tại các phơi cho là na cho lang tầm tịnh tụi những cái tháp chôm một cái quạt mình à hot nó cả lần là hơi ở bánh hai để hot để chân chụp tiền lưới quạt nó cứ tha tràn khai mà hơi tăng bị không về vài về lại cao bị lượng muốn nó chân khai tha đi hà tro nó từ đi hà tro còn để tha thay nó bị miền bánh hai khá tiết để thử ở quạt nó cam để tơ trôm chương thì những mới khởi ca bị cùng với khai môn bà. Alors, juste. Sommes-nous en Kraoui? Pépontenang Mika Viakat Lukban Benchata Ka Viakat Numbakoi Min Pali Batungun Tunger Dichne, Dumbay, a young Akhne, Julch Batang Akhne, no? Ta luk at Benchat Banteta Panyaha Rugo Krut Nat, the ring serene the Turo, no men of Akla. Ta còn ảnh miên bà nhà hà ảnh phạm tuy sư rư gồm miên bà nhà hà ạc xì đông bà nhà hà cổ thân ạ xay chiêm tư nhìn châm bệnh đông ta ảnh miên bà nhà hà vầy khá đá xông lụng chạy. Chúng tôi sẽ tiện tôi cho mình những cao về cắt. Cao về cắt này còn thể chỉ propose gì bao nhiêu mũi, còn chỉ chụp bao nhiêu trong mũi hay những cụp bét trong những để khai trừ tu tư để còn bằng chơi mà chui mà mưa nắng cứ tha. Đảm bấy cái sầm rùa là khả năng để việc đặc biệt nắng. Lúc ta thể thực cao về cắt này kia chia cầm đợt mùi. Tha bảo bây giờ mình về cắt ở bây giờ với viêm bán thu một bình tỷ. Phần tay còn tại dương mà sầm rạch để viết mình mới là pin dương sầm rạch bán tỷ. Thì trong nơi phần này khai trừ về đồn. Chẳng hư bánh hạt là sầm khăn cái ta sao thân là phía bọn nạ chứ trong nửa không lý hàn đi sao thân là phía nửa lưu bệ đông để miên bánh hạt trôm trôm đó bằng này ta quạt trôm trôm nâng cao việc cắt bàn đáy rửa môi tiết bánh hạt ảy dụ này kết mơ ảy dụ quạt trào là hơi ta bánh hạt tặng ổn nữa cái gì bánh hạt phải cho môi dạng khăn để thưa ở quạt thà dương mình sẵn khâm thà tư rồi thì bàn tay ở dương khu nâng bị cướp cho bò phần này khang đã tham dự lọc tiết bị bụi ấy khang việc cắt thì thà ca việc cắt thì môi chịu bật sạc
bánh hà thường khát lướt lạ thăng sử lọp mùi. Thì bí bánh hà để chẳng còn có bút bút nó có thà chẳng bút nó sẽ osteoporose đi phương để chỉ bánh hà mùi mà ai thử ít cả. Nếu chỉ bởi dân khuyên thà khoản thà chỉ bộ dĩ mùi để những lực lăng thà bảo chọn thuần chẳng vì thử tá thì thức cao với cách bảo khả nào nâng vinh đảm bấy ai bán thù sẵn. Bạn ta xua thà ta dân thuộc bán rừng bán dân khuyên mình miễn sẵn khâm to để xót nông ca để thà ai thôi nâng ban từ lứa sập hiệp chẳng nghĩ rồi bỏ qua để miền bắc nâng hái hái từ lứa ở dụng qua từ lứa bắc này nó anh chỉ bánh hà mỗi con để dưng khi ông bà thà chỉ lướt láng để tam tu sơn đặc hàng nửa lốt để kê ban đẹp tha to để phơi trắng mặt bàn bàn tay dưng vai nằm lái của dưng cho mình bên đặc hàng nửa lốt tí cứ trong hàng cắt dấu trong cái thang sơn thang để phía bên đông thốt trộm đó thằng nào đi cà vẹt cắt để thốt thôn chăn máu bà hai chỉ mà nai từ rồi tí nên chỉ bánh hà mỗi để dưng đang bị ruột này khâu ta giờ hồ nằm lái sai là bị mất nằm bị cai bị cáp chỉ ba đời sa pra tham rót hai ni bạn. Je vous remercie. 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 Je vous សាភិញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធាននិងខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនតូចទេលោកកណ្ដវៈប្រហែលជាគាត់ចង់បន្តទៅមុនបើសិនជាមានការអែកភាពយល់ស្របពីតឡាការខ្ញុំនឹងសួរបន្តពីលោកកណ្ដវៈបាទឬក៏តឡាការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរមុនខ្ញុំក៏អាចសួរមុនបានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណព្រះធម្មដល់វិទ្យាជួនទៅ lục mấy tụi mày khởi cảnh vậy, đường mấy tụi mày cầm mấy tụi mày cà phê đây lục, yên sống chơi mấy tụi mày cảnh vậy, sống ở con lục bát tiên, hơi sống ở con khang sạp về nhà đã bán ở cả, muốn hết trăm lương xu đòi sừng khai tới lục bị chậm mình đứt, vậy để khiom yul đã lục bị chậm mình đứt, phạm nước cơ thể lục yên sri nước cơ thể khu cơ bản bọc cốt mình từ tuôn bán oxygen cấp còn tê, để thưa ở cốt mình miên lạt tập phim thưa cho là nạp bán hơi nâng thưa ở cốt vul mục tá chân đại được tê bạn để thưa cốt hot vul mục nữa. Chúng tôi tiếp tục cho mỗi người ca để còn với mục và ta chúng đến khang sai cho sai và sát ban ao cho bảo chúng ta vì tiếp tục mỗi chúng này thông tới cho mỗi nâng ca để tiếp tục cho mỗi người thức biết là sai chim để tới những trăm cuộc ban bảo quản không hai ca tiếp tục mỗi tiện đấy cho mỗi người ca để có sức trong đây chương trường cái thà ca na giờ nick kêu ao ban chỉ bị dồn mọi chúng ta và sân chỉ ca na nơi cả nào sẽ bị cao rồi bảo quản hay là chẳng con rồi bảo đã trố từ vừa ở kiếp từ sai từ lừa từ sai vì nhiều rồi bảo quản vừa ở quản mình làm thằng có sức hay để chỉ từ mùa hạn mỗi mình mẹn mùa hạn mà bị cuộc ban tổng sòng thế cứ đời sáng kiếp tam từ sai tam phải là chỉ để bịa cái hay thay chỉ neuropathy peripheric mình mẹn là phải sòng trào thì bàn tay để tổng vận một nữa những trong ban mưa tiếp tục chúng mới là hypotension autostatic để cho bệnh hạ bệnh đồn hai trong các bạn là an từ lư rồi bài ca rồi mà professor để quay vai tầm lại cả vì một nữa cứ tham môi trong này thông dương mình sẽ không tha tiếp tục chúng mới nâng hypotension autostatic thì bị pro ấy ca để dương vai tầm lại là bị quát show còn cuối những cái việc prime pro nó còn mới mình cua à cọ tí hai để tham mây để cho bo hàng để dương ai cho tôi dọc bán đấy bệnh hạ để hàng neuro rồi còn ao thì tiếp tục chúng mình là sinh absorption về từ rồi basilia để phơi ở nhà chữ bị show một bạn hãy ổn năng. Alright. Sâm nu hơ khiêm sâm tlop tới khăng krơ đâm bay ới samanh đâm bay khiêm yul ban. Tơ bành ha nei lâm hô chiêm tới khu khbal robos kọt nu. Nu hơi đael bành ha nung vi kát chênh pê nưng. Tơ chăng đael rư tê. Mà ta dụ bó rồi bó hờ nẹ chùm nế nè kháng thật xài bà xa nếu các bạn ở dụ bó thà để có khói bị bánh hà chẳng con quạt ở việc tất biệt chẳng thua ở ác trộn chẳng thua ở thật xài chiêm để chóng cắt bị chẳng bị bếp đông tử đó khu khu ba rồi bó khuất nếu các tham viên bánh hà tư một bàn lọ còn tay cầm rật này lời nếu kêu viên mình men chưa cầm rật mùi để thua ở quạt khuất nạp liêm liêm tích bàn tay bà xanh chì ca vì quá tư mục tiết thì ách bánh hà mùi dân cụ ở bà rõm bạn.
មេធាវីសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងសួរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងខ្ញុំយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការនេះវាសាមញ្ញដើម្បីយើងយល់បានច្បាស់អញ្ចឹងការហូរឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅក្បាលតើយើងអនុញ្ញាតបានថាខួរក្បាលមិនទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាបំពេញមុខងាររបស់វាបានទេតើអញ្ចឹងដែរឬទេ Bạn hát đại dương cơ thể đại ao từ đó đó thà thà ao từ đó đó thà mình cướp con lúc lấy vì mình to đó tầm nặng khá lớn thì còn tại chỉ bạn hát khán nam miên chỉ người chứng cơ thể khang đầu lúc ao giờ bỏ thà vì tẹt tôi những chiêm đại ao từ chỉnh châm đại lừa phải khang không bắc khu các bạn nước vì mình bàn lọ nếu chỉ bạn hát mỗi đại thừa quạt nước châu luôn chúng đại những quạt vườn mục còn tại sát thà sát phim ở lớn nấy cứ mình to tạp bỏ e cuội thôn thô thì còn tại chỉ ca vi làm lại mỗi là bắc hàng tờ sai bắc sáp để ao cho bò thai kì bịa bết cái thai thai kia sang đồ mà ăn sụp rằng về từ bắc sài gòn nó cứ việc thưa ao miền tây hạ ở nằng còn tại tờ tam còn rất là bao việt tây bên đó ok mệt vì bạn nói chỉ tây hạ đây bên đà ao vườn mục họt ta đại rồi thì lúc bây giờ mình đất là sông phải tôi hỏi xem ai lục sẽ đáp nhóm xua môn pel để pel được nhóm xua bạn. So let me bạn nhóm xong xua mà đòn tiệt. Ta lùm hô chim mình cướp cron từ khu cơ bá là thua cọt vần mục đại rực thì còn tại bàn trong bàn trong lời thả mến rưu mình mến dù bó để dương trong bàn cực cho mối khăn thì có thể vì ai chạy tông mối trong nách để ai chạy tông ở con vườn một bàn xâm nùa ta cả vườn mục nè. Are we ready to proceed? Lúc chạy đất khi nhóm nâng bần tỏ xua lúc. Ta chung ngư vườn mục ní. Ai nâng bạc bò ta đó là tập hiếp này kạp chong ở rộm rồi bỏ cột đại rực tế. Bà chúng tôi để chúng tiện tôn cho mùi vườn mục hay nâng kạp chong ở rộm chúng tôi có dựng chung ở bên dự bỏ khả năng tế bị bố ấy thay nên sau bây giờ nơi hàng bài ca là bảo để lục sát hàng nên nó có cả thà vì ở toàn miền bắc bỏ lại thì hơi dừng trong cò mình bàn chấm rơi nơi hàng đằng đây to tè dừng cả tổ to từ mỗi hàng chấm liền hàng đằng tè thằng sài sát để ai vài tầm lại nơi bàn còn tè trong bàn khơi là bài ca thay là bàn lục để pro sơ để quạt bàn thưa là bài ca để lừa play chất bạc quạt nữa từ à rầm nữa cái thà ở lại nước vi mình toàn miền bắc ha để bắc bỏ từ lừa à rầm bạc quạt thì mẹ thưa vì bạn lúc ban bên đất mưa cọt khôn ông bị dẹp cào một hơi ở lâu nên như vậy ông bị đập ngay trong cõi này dương ban phải chia mười máu một phây pram này tì hơi với đại lục sân kết mưa lục yên sư rinu ta còn miên là tập hiếp trong rõm hay ai trả lời xâm nu đôi đại lục trả lời nơi bên này bàn tế khôn ông dẹp bên bần này bạn bập rịp thiếp đại lục sẽ đạp xuống núi hay nâng trở lại nữa. Trong phút tẹo tôi cho mỗi nâng cáp trong ở rộm cáp viên đầm lấy bao nhiêu trong mình ách thơ tới tài cụ tài quạt ban rùm bán thì bằng tay trong phút dương khu nhóm để dương tẹo tôi cho mỗi tài quạt mình ai cho rùm bán mà rưu mình bán nước với tẹo tôi nâng ca để cái ham quát mình ở quát nghĩa có co rồi còn mới bị gì quát khăn nếu chỉ bánh hà mỗi để dương trong kết hà chỉ ca viên đầm lấy bao nhiêu trong tại chụp bức ảnh hà đây ở rom anh đang trong tục lớp tập hiệp ở hàng hàng psychiatry rồi cả hàng đấy làm ở kỹ thuật ca về tầm lại bị pro sở thành tập hiệp bọc lại nó cứ tam để kiểm tra từ không bị cứ rồi thay những cứ ra mình chỉ miền ảnh hà của những bạn bên này tí bạn tại trong tục lớp tập hiệp này tục ở từ hàng psychiatry làm bây ở kỹ về tầm lại hàng trường cho bạn alright so you hear mẹ thưa vì bạn chẳng cứ tha lụ chẹp đất như dây âm pi tài lệ khả nạ sọc hiệp riêng cài tì
chẳng đại rực tế. Bà chỉ cấp bật bà phụ dưỡng chống mơ mình chụm nên nó khang khang sức giá trí đồng bây ôi vài đồng lại từ lưu score rồi bà qua tế còn là chỉ bánh hạ đè rìa ràng dưỡng chống thà quát mà ai chanh tìm tì bật bà rồi quát mà ai chô rôm sau nà ca bà đời bánh hạ ấy nhưng mà nâng dưỡng chống đăng bàn tay bánh hạ rôm rồi gặp lời chất nó khả nâng dưỡng chống mình ai chờ đăng rừng nhu đó bàn năng tìm bà. Mẹ thầy vì xâm ọ còn chương phí đất mơ rà bài ca trong khói tâm bò trong khói nữ cư thà lúc chế bất đất bàn phát đó là nụ xa thân nằm châm phù gọt bà nữ cư thà chế riêng rồi thằng ấy cứ đọc rằm bì mục ở nó ta lúc bàn khơi như thế nơi khăn ông tâm bò tị bay nâng tị buồn trong khói. Do you see the list, sir? Bà ta lúc chèm đất bàn khơi nhìn bằng chi thân nằm nó đã được tế. Bà ấy dính cho bàn khơi nhìn bàn. Xâm nùa khăn ông thân nằm đang đọc rằm phì mục nè. Đại lúc chèm đất ỏi bà ta miên bà màn mục đại lúc bàn ỏi lúc yên xử rì bà bàn ấy thân này nòm ở gọt bà nó. Chỉ thỏa mặt đá ở tháng năm đầy dương đạn được không đấy cứ chỉ tháng năm nơi dương từ triệu ba để cài dùng thừa đấy cứ tháng năm đấy cứ đang nơi cửa bông tại con bị sạm nó thành rằng dương trong dơ tha tháng năm để ao cứ chụp đường tràn thì dương nhưng các bạn pro tập này xem xem này bàn tay chừng không tha tháng năm tầng ao đấy đôi chỉ tẹt tôi chừng prostat dương cho bạn đỏ trên khá cả lòng máu hai tham xem xem tới dương đỏ trên bàn tay tháng năm nhổ ra để tẹt tôi chừng môi nàng chặn rồi bọc quát ở miền bay một bị một lúc anh nước tha dương từ tâm là thay mặt thay thì đôi chỉ bảy nhà trăm bách tẹt tôi chừng chẳng còn bọc quát hai khang nửa rồi để ai bị cua tha cua từ tay từ ao nút ban chỉ dừng dừng bắt đầu từ không đằng lại dừng trong ban đằng đấy thì bảy hai mươi tiết để tẹt tôi cho mồi nè vân mốc là tháng năm để dừng ao không được dẹp pin ấy cứ chỉ dẹp pin mình chỉ dẹp pin dù thì không phải mà ngay bờ bay không phải bay ngay bốn ngay dừng mình khởi nhà vậy thu ra dừng nó đỏ thôi mà bình hay thật là bài ca ấy cứ tháng năm để dừng ao không ngay nâng hai ở dừng trong chỗ hay là sụt thả là chúng ta đi hái sản tham chan chẳng đi dưỡng trong ban xua hái xua tiết chụp xét xua từ lưu khúc bẹt process để mò chụp thứ ca chụp mình dưỡng trong nắng có cả thằng vì chan bàn tay xua ta trong trường làm tham tầng ngõ để chạm bệnh kê thai dưỡng ai đỏ ban nồng dạ bị lấy miên ta tham phụ và phết vân một tết để cua để ao trăng trái xả mới ta quạt bắt được mình bạn hãy tham nắng dưỡng được đỏ chanh hay được thông thầy nằng bà. Mẹ thầy vì xâm ọ con lục vị trẻ mật đất hắc châm xua xâm nua mật đòn tiệt. Nước khăn ông châm nào đọc rằm pi mục nê. Thả ta mục thân nam nà mũi đại lục vị trẻ mật đất nài nôm chanh vị trẻ mật chia ở lục yên xử rì prá nô miên phẩm màn. Mà. Thông chẳng lâu chắc nam tặng ọ nâng chân khánh thà chia tu tớ chia thân nam mũi đại ba bàn to có chia ba chá ra mà hời. Tăng bị dưỡng khi chúng tôi mở hàng vì mình tìm bệnh nó cứ đang mua chùm nôn thông. Thế nam đề nơi khốn nông thông mây. Để dưỡng pra cả lòng mà nếu ta khá bị bị cực nếu thế nam đề miền đề bộ và phết tham vân mốc. Để tông gần đây hay nâng bộ phết vắt ra để professor nó có tạo ra cua tại bản tó hay tham tông gần đây dưỡng đọa trình vĩnh. Khá bị khuyên tham vị tràn bị. Hồi thế nam đề dưỡng thêm mức cứ miền đề bay mốc bằng năng tì. Cứ bộ phụ mô tì vitamin muối để dưỡng khuyên tham suprarin nâng. Hồi tông gần đây hay nâng bộ vắt ra. Mẹ thầy vì lúc bạn dây thà cứ nơi khăn ông đập rằm pi nó cứ thà miền đập buôn múc cứ thà pra môn pê đại chô mình tìm bẹt ta ta chân đại rực tì tạm đại dân dù luôn nô. Thông trình nóng tháng năm tháng thứ ba hai chị dân tâm dự báo chương trình cho mình chấm thích tháng năm để sau tầng phẩm án một nước thì tháng mới để quan bàn và to cáp chị bà là hai. And that xâm nụ ta tháng năm nâng rộp tàng đọc rộp mùi đại rực tế để hào thả ế phà ra gong cô để in nô.
Efaragon con in những cái con ban pizza tăng bị những cái pizza dụ đai mà hơi hơi để cái là dương mà ai vô bị con bán thì phố tẹt thôi là cái chiếc chạm robot con dương trong chơi game nâng cấp bật hơi chuẩn muốn crop ở con đây mà nói chán bàn tay ca để tập tua mới cứ bay nhà để quạt trom mình cái chiếc chạm bóc con bàn hơi để tham xem cho đôi chiều bộ ông thì áp làm một toa để dương mà ai ở con bán chuẩn muốn tham đồng tiền hơi tham đi chứng khơi tha mình tâm tập biển lời tiền ច្រើនច្រើនតាំងពីយើងទទួលមកក៏មានការប្រើប្រាស់ដែរគ្រាន់តែប្រើប្រាស់មានជាប់រហូតមកបាទ đời xa giống cho mình bán trăm ngày tập bắt phần tài thà những thoát scan chẳng khó khó rồi bắt quản nếu cái tài dân phương nơi khói là tên thuê nơi thay thì đọc mùi và đọc mùi những thuê nơi thay thì đọc mùi khói bị dân thơ cao viên chay tầm bố những kết thà chứ bánh hạ bộ làm được lựa bế đông khuất thì hướng mùi hai ơi ở dân khói bị thà kinh chứa ba khơi nhất thành phía bế đông khuất nâng nô mình cụ ở dân thà rương hai tổng ổn với cạp là sao bế đông hay bởi vì chấp đang bởi quản nâng scan nơi thay tiết lọng mua dân xin thì chẳng khó khó bởi quản bởi okay, so that... Mẹ thư vị, đối chân này cứ thà pram thang ngay khói bị quạt chôl từ một tí bếp khăn ông phân này xung cục một tuần khăn ông một tí bếp rồi bỏ lục So my question is សំណួររបស់ខ្ញុំចំពោះលោកថាតើការធ្វើ scan នោះគឺថា5ថ្ងៃក្រោយពីលោកសេរីចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតើមែនឬទេបាទចិត្តទៅវា5ថ្ងៃពិតប្រាកដហើយការដែលយើងធ្វើ scan គឺយើងតាក់ទងសំខាន់គឺមិនគិតថានេះទេក្រោយពីហៅជាគ្រូពេទ្យនៅខាងជំនាញនេះក៏ទៅមើលទៅបានជាគេថាវាបញ្ហាដែលយើងគួរតែរកបន្តទៅទៀតនោះជាបញ្ហាដែលគិតថាចំតែថ្ងៃយើងត្រូវ scan មើលដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងចង្កងកររបស់គាត់ដែលគាត់ប្រកឡងមកយើងឃើញថា scan ដែលយើងបានធ្វើគឺធ្វើនៅលើចង្កេះចង្កងខ្នងចង្កេះយើងត្រូវបានធ្វើប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាដែលយើងគិតថាវាមិនតាក់ទងនឹងការវិលមុខតាក់ទងឲ្យមិនដែលថាវាមិនធូរស្ពឹកចុងដៃជើងតែកាត់ឡើងថ្មីនៅថ្មីហ្នឹងបានយើងចាប់ដើមឲ្យយើងរោគរវិឆៃហ្នឹងគេថាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចុងដៃចុងជើងគឺជារោគសញ្ញាក្រោយវាមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងបើយើងចាប់ដើមធ្វើ scanner លើចង្កងករបស់ដែលថាមូលហេតុនេះមកពីវាសង្ត្រាឬក៏ពី reflex បាទ when with the សំណួរថាតើការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញដូចជាខាងសរសៃប្រសាទថាតើលោកពិភាក្សាមួយគាត់នៅពេលណាបាទជាអ្នកជំនាញនោះវាជាការបច្ឆេទនឹងការពិភាក្សាគឺយើងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគាត់នៅខាងសរសៃប្រសាទនោះនៅថ្ងៃទី11តែម្ដងនៅប្រកថ្ងៃទី11ដែលគាត់បានជើញចូលមកមើលយើងខ្ញុំសូមជំរាបតិចដែរថាក្រោយពីលោកអ៊ីនសេរីចូលនៅថ្ងៃ7យើងជើញចាំថាជាថ្ងៃដែលចុងសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នៅជាទូទៅនៅចំដែលមិនជាចាំបាច់គឺថានៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចំថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍បានជើញឃើញថាក្រោយពីក្នុងកំឡុងពេលសម្រាប់ក្នុងទី8ហើយបងគាត់ចាប់ដើមមានស្ពឹកចុងដៃចុងជើងក្រោយទេក្រោយមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងបើយើងទៅពិគ្រោះជាមួយខាងសរសៃប្រសាទមិនមែនគាត់មានស្ពឹកតាំងពីគាត់ចូលទៅទេយើងតាមស្មានដំបូងគាត់ថាគ្រាន់តែចូលក្នុងទីពេទ្យដែលសារសភាពអស់កម្លាំងរហ័សរហាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលនាំគាត់ចូលទៅពេទ្យយើងវាយតម្លៃដំបូងទៅលើបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាលើសុខរបស់គាត់ទីក្រោយពីយើងធ្វើទៅយើងថាវាគ្មានពាក់តងក្រោយមកក្នុងកំឡុងដូចខ្ញុំចាំដូចជាក្នុងកំឡុងទៅថ្ងៃអាទិត្យ
នឹងនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយមកចាប់គាត់ចាប់ឡើងមានស្ពឹកចង់ដៃចង់ជើងជាសញ្ញាមួយដែលយើងតម្រូវឲ្យទៅពីគ្រូខាងសរសៃប្រសាទដើម្បីរកតើជាមូលហេតុមកពីអ្វីអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញថាចូលមិនបានធ្វើដោយសារគាត់មិនមានសញ្ញាអស់ទាំងទីការពីគាត់ចូល Thank you. Mẹ thưa bị xâm ở côn lục của chạm đất cứ thà tam công đoạn trá cứ thà có thật đo một tí bếp cứ thà tháng ngày sọc bực cứ thà có nội chân này cứ thà lúc mình bàn đăng âm pi cả sức chương rồi bỏ cọt hơi ta khiêm xuống thà tớ lúc bàn pin đất cọt nợ tháng ngày sọc rứ tháng ngày sau rứ có tháng ngày tật. ខ្ញុំសូមជំរាបតិចដែរចំពោះនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាងខ្ញុំជាទូទៅគឺមិនថាថ្ងៃសុខមិនថាថ្ងៃសៅទេក្នុងមួយថ្ងៃគឺខាងយើងខ្ញុំគឺពិនិត្យពីរដងជាទៀងទាត់ថ្ងៃសៅថ្ងៃសុខថ្ងៃអាទិត្យគឺអត់មានបញ្ហាសម្រាប់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេពីព្រោះអីយើងខ្ញុំធ្វើការទៅ 8 ម៉ោង 8 ម៉ោងចេញអញ្ចឹងតែគ្រូពេទ្យចូលគឺអត់មានដូចផ្នែកផ្សេងផ្សេងទេហើយចំពោះលោកអ៊ំផ្ទាល់លោកអ៊ំសេរីផ្ទាល់គឺមិនដែលថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំមិនបានមើលខ្លួនឯងហើយដែលមិនដល់ថ្ងៃណាមួយដែលយើងខ្ញុំមិនបានរៀបការជូនទៅខាងគណៈកម្មការដែរពីព្រោះអីជារបាយការណ៍មួយធ្វើរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីពេទ្យដែលតាក់ទងនឹងជំនាញទាំងអស់អ្វីដែលកើតមានឡើងនឹងពីគ្រោះគ្នាព្រៀមតើគួរទៅរកអីបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំមិនបដោយទាំងអស់គ្រូពេទ្យទាំងអស់មើលប៉ុន្តែមិនដែលគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមិនបានចូលមើលខ្លួនឯងទេបាទ So is that សំណួរតើចម្លើយរបស់លោកថាបាទទេដែលលោកបានមើលគាត់នៅថ្ងៃសុកថ្ងៃសុកទី7ខែកញ្ញាឬក៏លោកបានមើលគាត់ទៅជួបគាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទទេបាទណាមួយបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រាប់បន្តិចចំពោះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃដែលគាត់ចូលដំបូងគឺថ្ងៃដែលចូលដំបូងគឺលោកបញ្ចាំដកកងហុងដែលបានបញ្ជូនគាត់មកផ្នែកជំនុំបន្ទាន់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអ្នកផ្ទាល់ដែលបានទទួលដូសជាពីលោកតុងហុងហើយបានលោកតុងហុនឡើងរថយន្តមកទីនេះវិញគឺយើងខ្ញុំអ្នកបានទទួលផ្ទាល់បាទ Thank you មេធាវីសូមអរគុណឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការ scan ទៅលើគាត់នោះខ្ញុំថាគឺលោកជាវេជ្ជបណ្ឌិតសំខាន់ដែលពិនិត្យមើលគាត់ដោយមានគ្រូពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតហើយលោកមានឱកាសក្នុងការពិភាក្សាជាមួយពេទ្យខាងប្រសាទហើយពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើ scan នោះតើអញ្ចឹងដែរឬទេជាទូទៅបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្នែកមួយមួយគឺយើងខ្ញុំអមថាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលចូលមកសម្រាប់ផ្នែករបស់យើងខ្ញុំមានបញ្ហាដូចជាលោកអៀងសេរីអញ្ចឹងគឺមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅវាយតម្លៃថាអូត្រូវតែធ្វើមិនម្នាក់ឯងគឺគ្រាន់របាយការណ៍យើងខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់រាល់របាយការណ៍រាល់ឯកសារគឺរាល់ពេលនេះគឺថាព្រឹកមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរគឺរៀបការទៅផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងជំនាញទៅពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេថាធ្វើការវិនិច្ឆ័យរួមគ្នាហើយតែបញ្ហាដែលយើងគិតថានៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់វាតាក់ទងរឿងច្រើនរឿងតែបញ្ហាសម្ដីវាចេញចូលច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាពួកយើងខ្ញុំក៏មាន limited ដែរដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាសន្តិសុខគឺគ្រូពេទ្យដែលមានបញ្ហាជាជិះព្រោះផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគេថាមួយអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវតែមានចូលទៅមើលក្នុងនោះរួមទាំងមានយើងខ្ញុំមានទាំងគណៈកម្មការមានទាំងអីទាំងអស់ចូលរួមចំពោះលើស្វិញគឺយើង limited ណាស់ត្រូវមានផ្លាកពាក់ស្រួលបួនដើម្បីតែម្នាក់ទេដែលយើងចេញចូលនោះត្រូវតែចាំបាច់ណាស់មិនមានម្នាក់ពីរអ្នកព្រោះយើងដូរគ្នារាល់8ម៉ោងអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយបាទអរគុណគ្រូព្រេនអរគុណលោកបេជ្ជបណ្ឌិតលើកដល់ពេលសំត្របសម្រាប់សម្រាប់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការតាមដំណើរការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំណាងរដ្ឋផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ដល់លោកបេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីររូបនៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ប្រសាស័យអ្នកជំនាញហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង11សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមជា